Chào cả nhà. Hôm nay Nhi Nguyễn Cuộc Sống ở Bỉ sẽ may cái áo cổ tròn da ship ly tay cánh tiên nha cả nhà. Bây giờ Nhi sẽ bắt đầu Nhi may nha. Là toàn bộ chi tiết trên cái áo nè, thân trước, thân sau, nè cổ trước, cổ sau và tay. Bây giờ Nhi sẽ vai nha. Đây nè, có dấu phấn nha cả nhà. Đó, bây giờ Nhi sẽ dính từ cái ví vai bên đây qua dấu phấn bên đây. Và cái dấu phấn này cũng qua dấu phấn bên đây. Rồi Nhi sẽ để vô máy, Nhi sẽ may lượt trước nha cả nhà ơi. Nhi đã lượt xong rồi đây, đó cái band rất là đẹp luôn. Rồi cái tiếp thì Nhi sẽ lượt bên cái Nhi sẽ chiếc cái band nha, cái band band eo, đó. Nhi sẽ chiếc cái band eo xong rồi đây, đó cả nhà thấy không? Ngay cái chân cái eo là một phân đó cả nhà thấy không? Nó vô nhỏ nhọn vậy là nó không có bị có đồng tiền cái thằng áo nha cả nhà. Bây giờ Nhi sẽ dắt sổ cái nẹp cổ nha. Giờ Nhi sẽ dắt sổ cái vòng cổ nha cả nhà. Nhi sẽ dắt cái vòng ngoài nha. Nhi sẽ dắt cái vòng ngoài cái cổ áo. Đây nha, cái dây đó Nhi xếp ly xong rồi Nhi cũng dắt sổ luôn, từ dây qua nách, nách xuống sườn, sườn qua lai là hai thân hết nha cả nhà. Còn cái tay này cũng vậy, cái tay này cũng đều dắt hết trong ngoài luôn nha. Đó, ở ngoài cũng dắt mà ở trong cũng dắt luôn nha. Còn cái nẹp cũng dắt xong luôn. Bây giờ Nhi sẽ ráp cái cổ áo. Cổ áo thì về phải của cái cổ và về phải của cái nẹp sẽ Nhi sẽ nhập lại, Nhi sẽ ráp đều 5 ly. Sẽ gắp đều 5 ly nha cả nhà. Đây sau khi Nhi đã gắp đều hết trơn rồi đây, bây giờ Nhi sẽ dùng kém Nhi bấm cái vòng cong nha. Đó, Nhi sẽ bấm theo cái vòng cong này mình dần ly nó không có bị tức nha cả nhà. Đây, sẽ bấm đứt vậy này nha. Rồi Nhi sẽ dần ly qua bên cái nẹt. Cả nhà thấy dài dằng bên cái nẹp đều một ly vậy nha cả nhà. Giờ kế tiếp Nhi sẽ may cái lai tai. Lai tai thì Nhi sẽ may một ly à, mà Nhi sẽ may một ly mà một ly Nhi may dít chắc nha cả nhà. Sau khi đã dặn xong cái lai tai rồi, sau khi Nhi đã may xong rồi, Nhi đã gáp ủi bán thành phẩm nè cả nhà. Đó, ở bên kia là thân sau, cái này là thân trước. Đó, đây Nhi sẽ quay sát xuống xíu cho cả nhà xem cái ly áo nha. Cái ly áo rất là đẹp luôn á cả nhà. Đó, nhà thấy không? Thấy không? Đó, khi mình gáp vô rồi vậy đó, mà một hồi gáp thành phẩm còn đẹp nữa. Đó, cái này là mới có ủi bán thành phẩm luôn nha cả nhà. Bây giờ Nhi sẽ tiến hành, Nhi sẽ gáp vô gáp dai nha. Bề phải của cái thân sau, đây là thân sau, bề phải của thân trước Nhi sẽ nhập lại, nẹp với nẹp ụp lại và dai với dai ụp lại, Nhi sẽ gáp đều một phân. Đây Nhi đã gáp dai vô rồi đây, thấy không cả nhà, đều một phân hết. Thì sau đó thì cái mà Nhi sẽ bẻ cái cổ áo lại, Nhi sẽ là lượt cái cổ nha, lượt cái cổ sẽ nằm im cho nó sát. Đây, khi Nhi đã lượt cái cổ vô vậy xong rồi thì Nhi sẽ lộn ra. Đây, Nhi sẽ lộn cái cả nhà xem nè. Đó, thấy không? Rất là im cái cổ luôn, cái vai và cái cổ rất là im hết cả nhà. Đó, cái đường cổ với vai là rất là im luôn. Đây, sau khi Nhi gáp vô rồi, nhìn cái cổ rất là đẹp phải không cả nhà? Đó, rất là đẹp luôn. Bây giờ Nhi sẽ xe tay. Nên bây giờ Nhi sẽ tiếp tục Nhi gáp sườn. Bây giờ bề phải của sườn trước và bề phải của sườn sau Nhi sẽ nhập lại, Nhi sẽ ráp đều 1,5 nha. Chữ hao Nhi sẽ ráp đều 1,5 đường mai. Sau khi ráp sườn rồi thì giờ cái tay. Tay thì Nhi sẽ nhập lại ngay chân cái điểm nhỏ, nhập lại ngay giữa, Nhi sẽ làm dấu phóng rồi nè. Rồi kéo dài lên đây, Nhi sẽ làm dấu của cái đỉnh tay nha. Đó, rồi bề phải của cái tay và bề phải của cái thân áo Nhi sẽ nhập vô, Nhi sẽ gắp đều một phân. Nhi sẽ nhập vô, Nhi sẽ gắp. Nhi đã mặc thử rồi cả nhà nhìn nè xem nè, đẹp không? Đó, đây Nhi sẽ quay ra phía sau cho cả nhà xem nha. Đó, rất là đẹp luôn. Đây là cái tay nè, cái bắp tay nè, Kim Nhi cho cả nhà xem nè, đó. Đúng không?
bên đây cũng vậy luôn đó, ta cánh tiên đó cả nhà. Còn ở đây là cái cổ áo nè, đó đây là ship ly nè cả nhà, đó cái da ship ly nè, rất là đẹp luôn đó, thấy không cả nhà, nó ôm nó vừa vặn luôn, thấy không cả nhà. Bạn nào mà năm từ mà 47-48 kg cho tới 52 kg là mặc cái áo này rất là vừa luôn á cả nhà ơi, đó rất là đẹp luôn á. Như sẽ tới cái áo nè, áo vừa vặn là không dài không ngắn ha, rồi phối với chân váy màu đen, trời ơi, thì cả nhà phối với dài đen đi rất là đẹp luôn á cả nhà. Đó này mà chị em nào mà làm công sở á, mặc cái bộ này rất là đẹp luôn á. Đó phía sau này cả nhà, đó thấy không, áo này rất là đẹp nha. Mai không có cầu kỳ lắm, cũng đơn giản, thích hợp với chị em mình làm công sở đó. Như sẽ tới xíu xíu cho cả nhà xem nè, phía trước nè cả nhà thấy không, cũng không có